Chào bạn, hôm nay mình bắt đầu cái đoạn video số 10. Qua cái đoạn video số 9 đó, thì chúng ta thấy rằng để làm cái việc kinh doanh hoặc là bất kỳ cái gì trong cuộc sống, chúng ta cần phải có cho mình một cái bản kế hoạch. Và để cái bản kế hoạch này nó được chi tiết á, các bạn thấy nó có 8 phần. Và các bạn muốn xem 8 phần đó là gì thì các bạn phải xem cái đoạn video số 9. Hôm nay đoạn đô số 10 nó khai thác sâu hơn những cái phần của đoạn đô số 9. Đoạn đô số 10 nó nói về gì? Đó là nó nói về tìm kiếm ý tưởng kinh doanh. Trong kinh doanh, một cái rất là quan trọng là bước đầu tiên chúng ta phải có cái ý tưởng, chúng ta phải có suy nghĩ về nó đã. Nếu mà chúng ta không có một cái ý tưởng gì thì chúng ta ra kinh doanh cái gì và làm sao chúng ta bắt đầu được? Không thể, cái điều này là không thể. Và các bạn biết là cái việc mà ra khởi sự một doanh nghiệp á, bắt đầu kinh doanh một cái việc gì đó hoặc ra làm chủ doanh nghiệp á, nó có rất là nhiều việc để làm. Cái việc mà đi tìm kiếm ý tưởng gì không á, trong những năm qua mình thấy là có bạn mất hết cả 6 tháng, có bạn mất hết cả năm, có bạn mất hết 2 năm. Có những người có ý tưởng rồi thì mới bắt đầu vào quy trình kinh doanh, nhưng mà có những người là rất muốn kinh doanh nhưng mà không biết bắt đầu cái ý tưởng gì. Và sau khi tìm kiếm ý tưởng xong á, là bạn phải gì? Bạn phải viết ra được một cái kế hoạch kinh doanh cho cái ý tưởng đó. Rồi gì? Rồi bạn tìm nhà đầu tư, rồi tìm nguồn vốn, tiền ở đâu để chúng ta làm cái ý tưởng này. Rồi cái gì nữa? Rồi các bạn trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong kinh doanh, một số những kinh nghiệm trong kinh doanh, tìm kiếm những cái nhân sự làm chủ. Chấm rất là nhiều việc. Nôm na là để bắt đầu được những cái hàng loạt những cái việc mình vừa nói đó, thì nôm na là bạn phải gì bạn phải có cho mình một cái ý tưởng kinh doanh đã. Thì cái ý tưởng kinh doanh nó phải bắt đầu từ đâu nó bắt đầu từ việc là bạn làm ra một cái sản phẩm gì đó, hoặc là bạn tìm ra một cái sản phẩm gì đó, hoặc là bạn tìm ra một cái dịch vụ gì đó, hay là một cái phương pháp gì đó mà nó khác với trên thị trường. Và các bạn phải luôn nhớ rằng tất cả những sản phẩm, dịch vụ và cái phương pháp của bạn tìm ra đó để chuẩn bị ra kinh doanh đó, nó phải đáp ứng một cái tiêu chí rất là quan trọng. Các bạn phải nhớ tiêu chí rất là quan trọng đó là gì? Đó là khách hàng phải sẵn sàng trả tiền để mua nó. Nếu bạn tạo ra sản phẩm, bạn tạo ra một cái dịch vụ, bạn tạo ra một cái phương pháp mà khách hàng không sẵn sàng trả tiền để sở hữu sản phẩm đó, thì xem như cái ý tưởng đó là một cái ý tưởng cho vui thôi. Nó không phải là một cái ý tưởng trong kinh doanh. Cái này là cái lưu ý rất là đặc biệt. Bởi vì mình gặp những bạn, đặc biệt là những bạn giỏi về chuyên môn, cứ ngày đêm nghiên cứu ra một cái sản phẩm ý tưởng, nhưng mà chừng cuối cùng cái sản phẩm của bạn làm ra đó, dịch vụ của bạn làm ra đó, nó không cung cấp cho ai hết. Nó chỉ đơn thuần là thỏa mãn cái đam mê cá nhân của bạn thôi. Nếu bạn tạo ra một cái món ăn mà chỉ có bạn mới ăn được và chỉ có bạn mới thích thôi, còn những người khác không thích, thì xem như là nó vô nghĩa. Vậy để hành trình để hình thành ý tưởng trong kinh doanh, hôm nay mình tạm chia sẻ cho bạn có bao nhiêu cách có 9 cách. Các bạn ghi vô, có 9 cách. Mình tạm ghi ra nó đây 9 cách. Cách thứ nhất là sao các bạn nói vô đi Cách thứ nhất là bạn xem chính cái bản thân mình này. Xem chính cái bản thân này, bạn đang dùng sản phẩm gì, bạn đang dùng dịch vụ gì, và bạn muốn cải thiện nó tốt hơn. Tức là bạn đang dùng nó và muốn bạn cải thiện nó tốt hơn, bạn muốn cải thiện nó để phục vụ cái nhu cầu cuộc sống của cá nhân mình nó tốt hơn. Thì trên cơ sở đó bạn cũng tìm ra ý tưởng. Mình ví dụ cái cây gậy mà sếp tự chụp hình
Hoặc là cái cây gậy mà mình để mình quay phim cho các bạn nè, các bạn thấy gần đây khi mà điện thoại thông minh, điện thoại smartphone ra đời thì các bạn thấy nhu cầu cái cây gậy này rất là nhiều đúng đúng không? Rất là nhiều. Cái người hồi kia họ suy nghĩ ra cái cây gậy này là bởi vì sao ạ? Họ có cái điện thoại smartphone và cứ cầm chụp này rất là khó, họ muốn có một cây đằng xe chụp, hoặc là mình muốn có cái cây để mình gắn cái điện thoại này lên này để mình quay cho các bạn. Thì cái đó là những cái nhu cầu mà chúng ta cải thiện cái cuộc sống cá nhân của mình. Ví dụ nè, ví dụ như mình có cái cây gậy này các bạn thấy không, cái cây gậy này hoặc là cái gì hoặc là cái cây gậy này tức là cái nhu cầu cải thiện cái cuộc sống bản thân của mình nó tốt hơn. Hoặc là gì ạ, hoặc là cái gì cái gì cái tai phone đeo nghe này. Các bạn thấy bình thường cái iPhone nó rất là ngắn, nhưng mà do cái nhu cầu cần phải kéo dài hơn nên các bạn thấy cái iPhone này rất là dài, các bạn thấy nó dài mà rất là dài. Đó là một trong những cách mà người ta gọi là cải thiện cái nhu cầu của bản thân. Qua này thì các bạn nắm được ha. Rồi cái cách thứ hai, cách thứ hai là bạn tìm kiếm một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ gì đó nó đang tồn tại trên thị trường cái này và bạn cải tiến nó tốt hơn, hơn hơn cái sản phẩm cái dịch vụ đó thị trường. Cái này thì nhiều mà. Ở trên thị trường gần phần lớn là người ta làm theo cái cách này. Thậm chí bạn mở một cái quán ăn cũng cũng vậy, bạn thấy người kia họ kinh doanh cái quán ăn, cái món đó rất là thành công, thì bạn cũng có thể là tìm kiếm cái sản phẩm đó, và bạn mở ra một cái quán ăn của mình và bạn cải tiến cái sản phẩm đó nó tốt hơn, hoặc là bạn cải tiến dịch vụ đó nó tốt hơn. Cái đó là cái cách thứ hai. Cái cách thứ ba là bạn nhìn thấy vấn đề nơi người khác. Có người họ cứ họ phàn nàn, họ bực mình, họ bực bội khi mà họ dùng cái sản phẩm đó, họ có họ bực mình. Ví dụ như là có một cái xe đẩy bằng tay để mà chở cát các bạn không, chở cát đó, chở đồ đó, đẩy bằng tay. Thì cái người như thế nào à, cái người đẩy tay với họ nói là mệt, đẩy đi nhiều mệt, đẩy số lượng lớn mà. Thì tự nhiên có một anh kia anh mới suy nghĩ ra, anh mới làm một cái máy động cơ, anh gắn vào cái xe đẩy đó, nhỏ nhỏ thôi, và chúng ta chỉ cần ngồi trên đó và chúng ta đẩy đi, vậy là nó đỡ cái sức người hơn đó. Tức là một cái gì đó mà người ta phàn nàn, hoặc là hồi xưa ở quê, hồi xưa ở quê thì mình hay gì à? Mình hay xách nước, ở quê gọi là xách nước chứ không có nước máy như mình. Nó có một cái gầu, người ta gọi là cái gầu, rồi bỏ xuống giếng xách lên. Thì các bạn xách lên mệt không? Mệt. Thì có những người họ cải tiến là họ họ làm cái rồng rọc, và tự nhiên kéo lên cho nó dễ hơn. Cái đó là cái cách thứ ba, hoặc là hải sản tươi sống, cái quán hải sản tươi sống. Ví dụ có một bạn bạn ở quận 2 giống như mình, bạn ra một bạn mở một cái quán hải sản tươi sống. Tuy nhiên cái của bạn là bạn cải tiến những cái vấn đề khác, bạn làm cho cái vấn đề đó tốt hơn. Cái quán kia thì cũng mở hải sản tươi sống, nhưng mà hải sản tươi sống của kia là đơn giản là họ bắt cái con hải sản về đó là nó tươi sống thôi. Còn ở đây là hải sản, ở đây là đúng nghĩa hải sản, nghĩa là 100% các con á mà các bạn đang bán tại quán là 100% con này là nó sống. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tất cả những con này là đều được bắt từ biển chứ không phải là nuôi. Bạn cam kết như vậy, đều được bắt từ biển. Chỉ có duy nhất một cái con hàu á là nuôi thôi, thì con hàu nuôi là bạn nó nuôi, còn tất cả con kia bắt từ biển. Và mình hay đến cái quán hải sản đó nên mình biết bạn nói hoàn toàn chính xác, có những cái con hoàn toàn bắt từ biển và như thế nào, cái cảm giác nó rất là ngon, rất là lạ. Ok rồi. Cái thứ tư đó là các bạn tìm trong cái ngách của sản phẩm hiện tại và bạn làm tốt hơn, cái ngách của sản phẩm hiện tại và làm tốt hơn. Ví dụ như Google, Google là bộ máy tìm kiếm. Ví dụ là trước khi Google ra thì cũng có đầy những cái bộ máy khác rồi, bộ máy của Google, Yahoo, hàng loạt những cái bộ máy khác họ đã ra tìm kiếm rồi. Đơn giản Google đi vào cái ngách tìm kiếm đó và Google làm nó đúng hơn, nó chuẩn hơn, ra kết quả chính xác hơn, ví dụ vậy. Hoặc là gần đây các bạn thấy cốc cốc của Việt Nam đó, cũng đi vào cái ngách tìm kiếm nhưng mà chuyên cho cái thị trường Việt Nam mình để cho nó chuẩn hơn. Các bạn nhận ra điều nào ạ? Tức là đi vào cái ngách, cái đó là cái cách thứ tư. Cái cách thứ năm
là bạn nghiên cứu về cái nhu cầu của khách hàng. Khách hàng họ chưa có nghĩ ra ý tưởng đó, nhưng mà họ hay ngồi, họ hay nói rằng là họ cần cái A này, họ cần cái B này, họ cần cái C này, mà ở trên sản phẩm của thị trường không có đáp ứng được. Phải chỉ có cái đó thì nó tốt. Ví dụ như cái cây gậy này mình quay này, các bạn thấy không ạ? Mình quay này thì để mà quay được với bạn thì mình phải để cái điện thoại ngược lại. Nên là cái lúc mà mình nói chuyện bạn này mình không có biết, và để điện thoại ngược lại thì các bạn thấy cái ngàn mà để nó bắt cái điện thoại này thì nó đem nó che mất cái màn hình, để mỗi khi mà mình dù mình đứng cùng hướng mình quan sát cũng rất là khó. Thì gần đây mình thấy có cái này nè các bạn thấy không ạ? Có cái này, nó chỉ kẹp cái điện thoại vào chỗ này thôi. Cái cây này rất là tuyệt vời, cái cây này rất là tuyệt vời. Cái đây là nghĩa là cái cải tiến được cái nhu cầu của khách hàng, các bạn hình dung chưa? Nó rất là tuyệt vời. Đó là cái cách thứ năm rồi. Bây giờ cái cách thứ sáu, cách thứ sáu là bạn nhìn về tương lai, bạn nhìn về tương lai và bạn cải tiến cái cũ đi để nó ra được cái mới. Bạn nhìn về tương lai, ví dụ đi, ví dụ như là cái điện thoại iPhone, cái điện thoại iPhone là cái cách mà cái công ty Apple họ nhìn về tương lai. Lúc mà Apple ra điện thoại thông minh đó, thì ở trên thị trường đó là cái điện thoại bình thường, điện thoại cục gạch đó, gọi là điện thoại truyền thống đó các bạn thấy không, của Nokia đó. Và Apple mới nhìn thấy rằng là nhu cầu tương lai là người ta cần một cái điện thoại nó không có phím vật lý, cần phải màn hình rộng hơn, và thế là họ ra một cái điện thoại đáp ứng cái nhu cầu cầu đó, và thế là họ có một cái ý tưởng mới. Các bạn thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Hoặc là thứ bảy, cái ý tưởng thứ bảy là bạn có thể là dùng kỹ năng và kinh nghiệm ở lĩnh vực này để bạn tạo ra một cái sản phẩm hoặc là một dịch vụ mới ở một cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là có một người họ dùng cái kỹ năng gì ạ? Kỹ năng hồi kia họ hay sửa đài, họ hay sửa âm thanh, và cùng với kỹ năng điện của họ, và thế là họ tạo ra cái guitar điện. Hồi cái guitar nó không có guitar điện đâu. Nhưng mà do họ có cái kiến thức ở bên lĩnh vực này, cái bắt đầu họ nhìn vào cái guitar và họ làm sao để nó ra cái guitar điện, về âm thanh và điện nó lại đạt được cái tiêu chí. Ok. Cái thứ tám là như thế nào ạ? Bạn liên tục viết những cái ý tưởng ra một cái quyển sổ, một cái quyển tập. Mình cái này thì mình cũng hay làm. Đặc biệt là những lúc mà mình viết sách thì mình hay viết những cái ý tưởng mình ra cái quyển sổ, rồi mình cứ mang nó theo. Rồi khi mình đi gặp đâu đó, cái bắt đầu mình viết những cái ý tưởng ra, thì cái cách mà bạn viết cái ý tưởng trong cái quyển sổ và liên tục bạn mang đi theo theo năm tháng, nó giúp cho bạn định hình hình thành ra những sản phẩm và dịch vụ mới. Cái cách thứ chín là bạn nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo cho mình mỗi ngày. Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo là bằng cách là có thể là bạn đi bộ. Đôi khi buổi sáng mình đi bộ mình tập thể dục quá, hoặc là mình chạy thì mình tập trung, mình suy nghĩ, mình tìm kiếm về một lĩnh vực gì đó. Vừa chạy và vừa suy nghĩ. Hoặc là bạn có thể là nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi. Cái bước này người ta gọi là lùi lại để đi nhanh hơn á. Giống như chúng ta đi làm việc á, các bạn cứ làm hoài thì tự nhiên nó không có ra được ý tưởng hay. Thì các bạn có thể là nghỉ ngơi, đi nghỉ ngơi ở resort, hoặc có thể là bạn đi học. Ví dụ có một bạn bạn nói là bạn kinh doanh nhiều rồi, mà mỗi lần mà bạn nói là bạn tới cái lớp mình, bạn ngồi bạn học, thì tự nhiên ý tưởng bạn ra rất là nhiều, và thế là bạn về bạn thực hiện nó, bạn kêu cái ý tưởng nó ra rất là nhiều, nó rất là tuyệt vời. Hoặc là như thế nào à? Hoặc là bạn có thể là trước khi ngủ bạn suy nghĩ về ý tưởng đó mà bạn tự chưa tìm ra, và bắt đầu trong giấc mơ tự nhiên nó ra cái ý tưởng đó. Mình cũng đã từng gặp cái vấn đề này rồi. Và tất nhiên ở trên bên cạnh cái giường bạn luôn có quyển sổ, và khi mà bạn giật mình thức dậy bạn nhớ cái ý tưởng đó là đặt ra, bạn ra bạn ngồi bạn ghi liền, chúng thôi để nó quên đi. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ với các bạn chín cách để chúng ta đi tìm kiếm cho mình một cái ý tưởng kinh doanh. Và đây là trong cái chuỗi video mà các bạn cần theo dõi. Mình nói tới video nào thì các bạn cần theo dõi cái video đó, bởi vì nó liên tục với nhau. Đây là đoạn video thứ 10, và các bạn cứ như thế nào đăng ký cái kênh của mình, nhớ đăng ký và theo dõi những đoạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời.